Rất nhiều người kêu đau nhức xương khớp, đau đầu gối, tê tay Mà cây này thì mọc hoang, mọc ở trong vườn rất là nhiều mà mọi người lại không biết cách làm Ngày hôm nay thì Diệu Linh sẽ mách mọi người một cách làm rất đơn giản Hỗ trợ các triệu chứng đau đầu gối, đau nhức xương khớp từ cây ngải cứu nhé Mọi người hãy chuẩn bị 100g lá ngải cứu rửa sạch và 10g gừng tươi Sau đó cô chú anh chị cho vào dã lát cây ngải cứu lên và cho lên bếp rang Cùng với 10g muối hột và một ít giấm ăn Đảo đều trên bếp và sau đó cho ra một cái khăn sạch quấn vào và trườm trực tiếp vào chỗ đau khoảng 15 phút. Nếu bị đau vùng thắt lưng và cổ vai gáy thì chúng ta sẽ đặt khăn phía dưới rồi làm lên trên. Đau ở đầu gối, đau ở cổ tay thì chúng ta quấn khăn vào và đau ở đâu thì chúng ta trườm trực tiếp ở đó. Sau khi trườm xong thì chúng ta sẽ đắp luôn trực tiếp vào chỗ đau. Trong ngày cứu thì có rất nhiều tinh dầu và chất histamin là những cái chất kháng sinh tự nhiên có tác dụng tiêu viêm, giảm đau do các cái bệnh xương khớp gây ra. Muối thì có tính muối thì có tính sát trùng, gừng thì có công dụng thông mạch, chống viêm, giảm đau.